Hello mọi người, lại là mình, Vũ Bí Kinh nè. Chuyện là ngày hôm qua, idol là cái chó gì trời đất ơi. Mình chơi game rất là bình thường luôn mà mấy bạn nãy đâu ra chửi mình là mọi người ơi. Giới trẻ, ha ha ha, các bạn Nobi này nữa nha. Rồi, thằng nào idol đâu ra solo với tao. Ui, Hưng G6 nha mọi người ơi. Trời, mình tiêu diệt thằng Hưng ghẻ này mới được dám solo của mình à. Vô luôn nha. Vô, các bạn ơi, mình phải chiến với tụi này cho tụi này biết mặt mới được. Đâu Hưng ghẻ đó rồi, thì trong nhóm này nó có 4-5 đứa nha mọi người ơi. No Monbi nè, Gia Hưng nè, rồi 17 gì DD nè, 1D nè, với con Minh Thư nữa, nhưng mà con Minh Thư nó té rồi nha mọi người. Rồi còn những đứa này nha, mình sẽ chiến cho tới cùng luôn. Chơi thì dở mà đòi solo, đúng rồi, bé bèo nói đúng rồi, không biết có chơi hay không mà rủ chửi người ta xong kêu đòi người ta solo không hiểu sao luôn á. Chỉ cái tên là sao đây? Ấy là chỉ là cái tên đó hả? Thì đúng rồi, ai mà chả có tên đúng không mọi người? Trời đất ơi, nó bự quá, mình đi không thấy đường luôn mọi người ơi. Con Thư chó điên đâu. Bé bèo chồng bé bèo chửi rồi. Chết tới không chị rồi, và tem của nó chỉ còn lại một đứa tên là Monbi thôi nha mọi người ơi. Mấy đứa kia thì mình đã tiêu diệt hết luôn rồi ha. Và map cuối, map này là map tủ của mình luôn, và chắc chắn thằng Monbi này sẽ không chơi lại mình đâu. Mình nghĩ là thằng này nó cũng biết chơi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chơi hơn đó nha. Ok, vô luôn nha mọi người. Ăn Monbi, tao cho 1 tỷ, ui là trời, thua rồi mà nói cái gì chứ trời.
cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are kind of... Đây, lúc này thì mình chửi lại luôn nha mọi người ơi. Cái gì mà thắng thằng Bombay được 1 tỷ, tỷ cũng khỉ á, thắng rồi có đưa 1 tỷ không? Mọi người mà gặp thằng Hưng này, Hưng ghẻ này á, thì mọi người đòi 1 tỷ cho mình nha, cho mọi người luôn á. Rồi, qua minigame mới chơi nha mọi người ơi. Mình cũng không hiểu những cái bạn hồi nãy làm gì mà ghét mình đến vậy. Chắc là kiểu như nhìn thấy bạn nơ rồi ganh tị hay sao đó mọi người. Mình cũng chả hiểu luôn. Nhưng mà với ai chứ với mình thì mình chơi minigame cũng được nha. Vừa nói cũng được té luôn rồi. Cho nên là không dễ gì mà bắt nạt mình đâu. Bằng cách là các bạn có thể là xem những minigame của mình nha. Mình có những cái mẹo mà mình kiểu như mình cũng chơi nhiều nhiều á. Dạo lần gần đây thì mình cũng chơi nhiều minigame. Cho nên là có những cái mẹo đó cho mọi người dễ dàng được top 1 nha mọi người ơi. Nhớ xem video để biết mẹo nha. Để chơi minigame cho dễ cho mọi người. Mọi người được bao nhiêu điểm game pass rồi? Mình thì tầm 500 rồi ha. Tầm 500 gì đó. Ok. Thì lúc nào có vé là mình rảnh mình vô mình chơi à. Mọi người có thể là vô nhà bé bèo á. Mình hay chơi buổi trưa là buổi tối nha mọi người. Rồi, và trong sự kiện cập nhật sắp tới thì có sự kiện hoa đào đó mọi người ơi. Và ngày hôm qua thì nhà phát hành đã tiết lộ cá mới rồi. Ý, chỗ này, để mình nhảy qua chỗ này đã nha. Ngày hôm qua thì nhà phát hành đã tiết lộ cá mới rồi. Hồi bữa mình cũng nói với mọi người đó. Đây là những con cá mới nè mọi người. Cá voi nè, cá chép nè, có hồ trong nhà đó nha. Đây, các bạn nhìn trong hình này này. Đây là cái cây mà nó có cái hồ mà các bạn có thể là câu được cá chép hoa đào nha mọi người. Và bữa đó thì chắc chắn là mọi người sẽ câu ở nhà nhiều đó, sẽ câu nên được câu hoa đào. Không biết là mình có nghĩ là có khi là có nhà mới nha. Rồi top 1 nha mọi người ơi. Cái này thì các bạn có thể là nhảy bên phải thì nó dễ nhảy hơn nè, nó bự nha mọi người. Mà nó di chuyển hơi nhiều, còn bên trái thì nó di chuyển ít hơn á. Rồi top 1 nha mọi người ơi, bé bèo đâu chưa về. Và sự kiện hoa đào lần này, trong sự kiện lần này thì có nhiều thứ lắm. Nào là sự kiện hình như mình có đọc qua thì đọc qua những bạn mà leak hình ảnh ra thì hình như là có sự kiện đua top zombie nè, Omni-Ray nè. Rồi hình như là những cái mini game đều có sự kiện đua top hết nha mọi người ơi. Thì chắc là cuối tuần nào cũng có sự kiện đua top cho mọi người luôn á. Rồi về về bé bèo top 4 này nha. Chị bèo kết bạn với em được không? Rồi còn còn hai người nữa. Đó thì đa số mọi người nhìn qua bên phía bên tay phải đúng không? Thì sẽ có một cái vòng này nó bự á thì các bạn sẽ dễ nhảy hơn. Rồi. Rồi Bobby nha, chặng này mình đi solo với bạn Bobby nha. Bobby giờ mới về tới nè. Ok. Đố mọi người mình với lại Bobby thì ai sẽ chiến thắng nha. Bạn Bobby này nhảy cũng được lắm á. Ok, vô map mới luôn không? Vô map mới. Đúng rồi, map mới này đi đua với nhau mới vui nha mọi người. Tại vì hồi xưa những cái map cũ thì mình ít chơi lắm. Map mới thì mình không ngán ai hết nha. Ok, vô đua nha mọi người. Ở cái map này thì mình có cái mẹo là chỗ kia mình chỉ việc là đi thẳng thôi. Ây à, sao đẩy dữ Bobby ơi, sao đẩy dữ vậy? Cháy. Rồi nhảy qua ngoài rì xíu cho mọi người, đông quá. Cái này các bạn mà ủi cái mông của bạn trước đó mình mới ủi không rồi bị chậm một game rồi đó. Rồi chạy nha. Chạy nhanh. Bobby đâu rồi? Bobby cũng không biết chơi bạn này rồi, thấy chậm phía sau rồi nha. Chạy. Rồi đây cái chỗ này á thì mình đi một đường thẳng luôn cho mọi người đó. Các bạn đi phía ngoài mép á, rồi té luôn rồi, mà bạn kia té rồi. Mình đi phía ngoài mép nè, đó một đường thẳng mà chạy về tới nơi luôn. Rồi quá. Đó, đây là kinh nghiệm để cho các bạn chơi mini game nha. Đó, các bạn thấy mình chơi kiểu bữa sau các bạn mà vô cái màn này á thì các bạn chạy như mình nha. Rồi, các bạn sẽ dễ dàng được top 1. Chạy tới đây màn này thì dễ rồi. Bạn chỉ việc chạy thôi. Tới chỗ này hơi nhảy xíu nè, chỗ đó hơi xoay mạnh. Và cái chỗ cuối này á thì các bạn cẩn thận nha, tới gần gần một xíu rồi mới nhảy nha mọi người. Đấy, thì các bạn mới cộng thôi các bạn sẽ bị hụt chỗ đó đó. Còn cái màn này á thì mình chạy thẳng luôn nha mọi người ơi. Mình chỉ việc chạy thẳng thôi, không làm cái gì hết luôn á, thiệt. Mình không cần nhảy luôn nha mọi người. Mình thấy bạn Bobby nhảy dữ lắm nha. Mọi người nhìn thấy mình chạy mượt không? Mình chạy một đường thẳng thôi. Các bạn không cần phải nhảy đâu. Rồi tới đây thì mới cần phải nhảy nè. Về đích thôi. Đâu Bobby đâu rồi, Bobby đâu rồi. Trời, Bobby còn ở dưới kia mọi người. Rồi và mình solo màn cuối đua vượt trước ngày vặt với bạn Bobby nha. Bobby được vô vòng 2 rồi các bạn ơi. Vòng cuối rồi, final rồi. Chung kết đây các bạn ơi, đón xem ai sẽ là người chiến thắng này. Bobby này chơi cũng được lắm nha.
Ok, vô mọi người nha. Và cái này á thì các bạn phải xây màn hình nhanh mới được nha. Các bạn nhìn mình xây màn hình muốn chóng mặt luôn nè. Xoay. Rồi ok luôn nha mọi người. Rồi nhảy chỗ này luôn. Nhảy thiệt nhanh mới được. Bóp y té chỗ đó rồi. Trời đất ơi, tưởng nó hay lấp té rồi bóp y ơi. Rồi nhảy luôn nha mọi người ơi. Chỗ này thì mình sẽ để màn hình ngang thì sẽ nhảy hơn. Đó, Bobby chạy theo sau kìa mình mọi người. Bobby chạy cũng ghê lắm nha. Vô. Nhưng mà map này thì mình nhuyễn rồi, mình nhảy một cái là về đích luôn. Cái này á, cái map này được cái là nhảy hơi lâu mọi người ơi, nhảy lâu lắm. Đây, cái bọc này nè, trời nhảy cả buổi trời. Đợi Bobby tới rồi, chạy nhanh Bobby tới. Chạy nhanh mọi người ơi. Rồi tới cái bắp muối nha. Cái này các bạn phải cẩy cẩn thận nha mọi người. Yeah, và mình top 1 rồi mọi người ơi. Ui, Bobby trời ghê đó. Chơi hay đó. Rồi, và bye bye mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Chiều nay mình sẽ cập nhật thông tin, cập nhật về ngày mai cho mọi người nha, chính thức luôn nha mọi người. Rồi đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye. Put up.